không có hiền đâu mọi người ơi. Nhiều khi có những người nhìn hiền như vậy thôi chứ thật ra là lúc mà bùng lên cũng ghê gớm lắm. Tim đến nay là cũng được 13 14 năm rồi, và những cái vai diễn dạng như vậy nè, của anh đã trải qua quá nhiều. Và mình đã có một khoảng thời gian là mình bị bão hòa và mình bị chai lì cảm xúc đối với bản thân mình, là một đối với bản thân mình ở ngoài hiện tại và cả cảm xúc đối với mình trong những bộ phim luôn. Và khi mà anh Mỹ với chị Nhi mời Quỳnh Anh và Quỳnh Anh đọc kịch bản thì tự nhiên cái cảm xúc nó ồ về. Tại vì trong khoảng chừng 2 năm trước đây á, thì tự nhiên có một khoảng thời gian Quỳnh Anh gọi là mình không có cảm xúc gì hết. Mình cũng không muốn vui quá nhiều khi mà mình gặp chuyện vui, và khi mà mình gặp chuyện buồn mình cũng giữ lại cái nước mắt ở trong lòng, mình không có muốn bộc lộ ra, mình không có muốn cho người ta biết là cái cảm xúc thật sự của mình hiện tại như thế nào nữa. Đó thì tự nhiên mình đọc cái kịch bản đó, cái là mình lại đồng cảm với cái nhân vật ở trong này, thì mình biết là đây là cái thời điểm mà mình nên quay trở lại. Bởi vì Quỳnh Anh làm nghệ thuật nhưng mà Quỳnh Anh là một người sống rất là cảm xúc, cho nên là những cái gì tự nhiên nó mang lại cảm xúc cho mình á là mình rất là muốn thực hiện nó trong cái thời điểm đó. Và đó là lý do tại sao Quỳnh Anh nhận cái vai Nguyệt Lam trong bộ phim này. Tiếp đó nữa thì khi mà mình nhận xong rồi thì mình có một cái gọi là mình cảm thấy rất là áp lực, bởi vì cái vai diễn này mình đã từng trải qua trước đó rồi. Lúc nãy Băng Nhi nói thì là ở mỗi gia đình nó sẽ có những cái khúc mắc riêng, gia đình của anh cũng vậy. Thì ở những cái bộ phim khác của anh cũng chưa từng có những cái hoàn cảnh giống như bộ phim này. Nhưng ở bộ phim này nó khác là cái gì? Mình vui, mình phải thể hiện làm sao đó nó khác với những cái bộ phim mà mình đã thể hiện. Kể cả những cái phân đoạn mà anh khóc trong phim này của anh cũng phải suy nghĩ rất là kỹ. Bởi vì là ở mỗi một cái hoàn cảnh thì nó sẽ, nước mắt nó sẽ ra như thế nào. Trước đây khi mà mình mới vừa đóng phim thì mình chỉ cần là cái cảnh đó người ta cần mình khóc thì mình cứ khóc thôi. Hoặc là có những khoảng thời gian đầu tiên khi mà quay phim á, mình khóc không được tới nỗi mà gần bị đạo diễn cắt vai luôn. Thì cái chị thư ký mới vào mồi cảm xúc cho mình là em mà không đóng được, ba mẹ em bị chửi là em tội nghiệp lắm rồi, em bị cắt vai về ba mẹ em buồn. Thì lúc đó mình khóc. Thì ở những cái lúc mà anh mới vừa đóng phim thì nó sẽ là như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà mình đã nhận cái vai diễn này rồi, mình thật sự rất là áp lực và mình phải hiểu rõ được là trong cái phân đoạn đó mình khóc vì cái điều gì, và cái nước mắt nó ra ngay đúng cái câu nào, ngay đúng cái cung bậc cảm xúc nào, và nhiều khi mình phải điều khiển nó bắt trái bắt phải. Hoặc là cái cảnh đó anh Việt anh bắt là đúng cái chữ đó em phải ra đúng hai hàng nước mắt cho anh. Rất là khó chứ không đơn giản. Và đó cũng là một cái thử thách cho Quỳnh Anh. Và thêm một cái thử thách nữa, đó chính là lúc nào đạo diễn làm khó em á. Thêm một cái thử thách nữa là anh Viễn luôn muốn cái bộ phim này, thật sự ra đây là một cái bộ phim gia đình drama, nhưng mà anh Viễn muốn hướng nó đến một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn, nó tươi trẻ hơn, cho nên là anh Viễn đã chọn cho em hai trai quá tươi quá trẻ. Và em thật sự cảm thấy hơi bị khó khăn, bởi vì là Huy là một cái người em của Quỳnh Anh cũng mấy năm trước hai chị em coi như là rất là thân. Thì khi mà mình vào cái nhân vật đó thì đây là một cái người bạn thân của mình từ nhỏ đến lớn. Rồi khi mà bạn đi nước ngoài, bạn về thì bạn đã có một cuộc sống khác. Và mình tất nhiên là người ta chờ mình 10 năm, người ta vẫn rất là thương yêu mình. Nhưng mà tự nhiên lúc đó mình cảm thấy là mình không có xứng đáng với người ta nữa. Thì bình thường hai chị em nhìn nhau ngoài này khác, vô phim tự nhiên bắt mình phải nhìn Huy, nhìn nó. Giống như là mình rất là yêu, nhưng mà mình phải từ bỏ những cái điều mà mình yêu quý nhất, bởi vì là mình cảm thấy mình không xứng đáng. Mình cảm thấy là tại vì trong phim đó là ban đầu nên là một cô quét rác luôn á, là một cô lao công luôn á. Ngày nào người thật sự ra nha, mình cảm thấy là mình tủi thân thật sự, bởi vì là ngày nào về á người cũng bị ám cái mùi
xẹt qua một cảnh là anh phải đi quét rác ở trong chợ. Cái nghèo nó không đáng sợ nha, bởi vì nhiều khi mình mặc một cái chiếc áo đẹp lên thì nó cũng là xinh xắn, cũng là đẹp rồi, nhưng mà cái mùi nó cứ theo mình hoài á, cái đó mới là cái đáng sợ. Và nhiều khi mình về mình ám ảnh luôn, tối ngủ ít nằm mơ thấy quét rác thiệt luôn á mọi người, rất là kinh khủng. Và tiếp theo nữa đó chính là cái người mà luôn luôn làm khó mình anh, đó chính là Hữu Vi. Tại vì như mọi người thấy đó thì nãy Hữu Vi vào trễ thì Hữu Vi cũng nói một vài điều, nhưng mà nói rất dài, nhưng mà thật sự nói xong cũng không hiểu được là nói cái gì. Thì đó chính là tâm trạng của anh khi mà anh diễn với Vi. Rất là khổ, bởi vì cái anh này anh sống rất là nghệ sĩ mọi người, mình thấy mình là nghệ sĩ rồi nhưng mà anh còn sống nghệ sĩ hơn mình nữa, có nghĩa là anh muốn như thế nào thì anh sẽ diễn như thế đó. Nó làm cho nhiều khi á anh cũng có bàn trước với Vi là lúc đó mình sẽ diễn như vậy vậy nha, thì nghệ sĩ thì trong cái lúc mà mình quay thì mình cũng sẽ có những cái mình sáng tạo, mình phá cách, nhưng mà Vi á sáng tạo phá cách là không ai đỡ nổi luôn, đố mà bạn đỡ nổi. Thế cho nên là, nhưng mà cái đó nó là cái điều khó khăn cho mình, nhưng mà nó cũng thật sự ra nó cũng là một cái điều thú vị, làm cho mình cảm thấy là cái bạn này bạn diễn thú vị quá, từ trước tới giờ mình cũng chưa có thấy ai cười gì. Mình cũng chưa có thấy ai mà diễn thú vị như vậy, cho nên là mỗi lần còn đang diễn với Vi rất là đề phòng, phải nói là dùng hai cái chữ đề phòng, mình phải canh bạn sáng tạo cái gì mình phải chụp liền ở chỗ đó. Thì nó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là vui. Có nhiều khi á hả, bạn cái cảnh đó đạo diễn kêu là tới đó là cắt rồi, nhưng mà Vi vẫn làm nữa, chẳng hạn như là không nói ngại không nói. Nhưng mà thật sự ra khi mà những cái cảnh gọi là những cái cảnh tâm lý cao trào, tại vì chính bản thân gương mặt của Vi á đã là một gương mặt rất là điện ảnh rồi, cho nên là những cái cảnh mà nó cần phải có cảm xúc nhiều thì chỉ cần Vi tập trung hơn một chút, vào nhân vật hơn một chút là đã có thể đẩy cảm xúc cho Hồn Anh rồi. Cho nên là dù là đây là hai diễn viên rất là trẻ, nhưng mà mình cảm thấy là nó mang lại cho mình một cái luồng gió mới, một cái sự tươi trẻ hơn. Và Hồn Anh cảm thấy là trong cái bộ phim này thì mình đã cố gắng rất là nhiều, cũng như là ekip cũng đã cố gắng rất là nhiều, mọi người xem đây như một cái gia đình. Đây là cái bộ phim Đường Về Với Nhau, thì khi mà mọi người làm việc với nhau thì nó cũng cảm giác như là một cái gia đình thật sự. Cho nên là nhân đây thì Hồn Anh sẽ xin cảm ơn anh Viễn, cảm ơn chị Di, bởi vì là lâu lắm rồi Hồn Anh không có được một cảm giác mà yêu thương một cái đoạn phim như gia đình như vậy. Bởi vì là trước đây Hồn Anh tham gia phim á, thì là mỗi lần mà mình quay phim xong mình nhớ mọi người kinh khủng luôn, mà có khi cái ngày óc vàng là cái ngày mà anh khóc nhiều nhất, tại vì anh là một cô gái gọi là hơi bị yếu đuối. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian giữa của cái sự nghiệp của anh á, không có đoạn phim nào cho anh được cảm giác đó hết. Và khi mà mình trở lại, 2 năm mình anh trở lại, thì đoạn phim của anh Viễn, chị Nhi, Ý Anh đã mang lại cho anh cảm giác là một đoàn phim làm việc như một gia đình. Và hy vọng rằng cái sự gắn kết gia đình này sẽ mang đến cho bộ phim của mình sự thành công. Chị chưa có trả lời là chị có sợ là chị ghét con em không? Không, thật sự là mỗi một người thì nó sẽ có một cái đất diễn khác nhau. Tại vì em thấy chị đi chồng mà chị vẫn chưa có vô. Không, là chị quên câu hỏi nè. Không, tại chị quên chứ không phải. Không phải, nhưng mà là cái này á, thật sự là mình mỗi lần mà cái nhân vật mỗi lần mà hai người mà diễn với nhau, thật sự là cả Quỳnh Anh và cả Văn Nhi đều cảm thấy rất là đã, bởi vì có những cái phân đoạn mà mình gắn với nhau á, tại vì đâu phải là lúc nào anh cũng hiền đâu, có những đoạn mà đấu đá với nhau mà nói cái nỗi mà Nhi mà tức mà rung người lên luôn á, chứ không có hiền đâu mọi người ơi. Nhiều khi có những người nhìn hiền như vậy thôi, chứ thật ra là lúc mà bùng lên cũng ghê gớm lắm. Còn những nhân vật giống như Kim Chi là giống như là những đứa con nít vậy đó. Là nhiều khi nhìn vậy thôi, nhưng mà thật ra là mình ra là một cái nhân vật, một cái mẫu hình, một mẫu hình chính diện mới của phim truyền hình. Trước đây mọi người thấy là phim truyền hình là thường là những cái vai mà chính diện mà kiểu như thì căng trẻ
kiểu như ai làm gì cũng chịu đựng, ô tôi sẽ tha thứ, tôi xin lỗi, tôi là thiên thần. Nhưng mà thật ra là Nguyệt Lam không có như vậy. Nguyệt Lam có thể có những lúc cô ấy cam chịu, nhưng mà có những lúc cô ấy sẽ đứng lên để mà giành lấy cái đúng thực sự của mình, cái hạnh phúc của mình. Và khi mà cô ấy đã ra tay rồi thì thôi Kim Chi chỉ có mình không đợi rồi. Cảm ơn hai chị. Cụ thể sao thì mọi người xem phim sẽ biết. Anh Huy ơi, người đã yêu hai cô trong phim này, em nói một tiếng công bằng cho kết thúc cái cuộc cãi vã này nha. Rồi cuối cùng em chọn ai rồi, em thấy ai ok? Dẫn đi Nguyệt Lam. Dạ, không để cái Kim Chi, không có yêu Kim Chi, không hề yêu Kim Chi thế nào hết. Cảm ơn. Nhớ lại không, nói dần dần thôi chứ không mày thương con Chi hơn. Dạ. Dạ, thế em hỏi là anh chị báo chí vẫn còn câu hỏi nào cho đoàn làm phim không ạ? Chúng ta cũng còn rất ít thời gian cho buổi họp báo ngày hôm nay. Trước kia chào tạm biệt với ekip đoàn làm phim. Dạ, hiện nay thì có thể là trong thông cáo báo chí của chúng ta, những cái tư liệu, cái tác nghiệp cũng khá là đầy đủ, cộng với những chia sẻ bổ ích của các anh chị diễn viên ở trên đây và những câu hỏi rất là hữu ích